Đại học Huế vừa tổ chức tuyên dương 13 giảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, cũng như đóng góp cho công tác đoàn và phong trào sinh viên. Đây cũng là những giảng viên có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Đại học Huế mong các giảng viên trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy năng lực sở trường và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của Đại học Huế cùng các đơn vị thành viên, phát triển tổ chức đoàn hội vững mạnh, tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các thế hệ tiếp theo và truyền ngọn lửa thành công đến với tất cả sinh viên Đại học Huế.